Ok, nói chung thì cứ mỗi ngày một video. Và hôm nay thì Khải sẽ tiếp tục soi sách đồ của cao thủ Tống Kim. Đó là Nomad. Hôm nay thì được top 7, 61k điểm và 213 mạng, 47 nơi bệnh sơ và tử vong 28 lần, liên chạm 27. Hôm nay thì Khải top 2, Khải chuyển con đồng đao nha anh em. Đây anh em ơi, đợi Khải 3 phút. Rồi tiếp tục thì đây anh em ơi, thằng em này như là nghe mi kiếm nha anh em. Hiện tại đang sử dụng một cái kiếm tóc 30. À không, có tóc không này. Hai không có đấy mà sát thương 43. Một kiếm sát thương 43, khá là ok, sát thương cao. Giá truyền kháng cả 16. Rồi, giá truyền này nô 1, nếu mà sẽ truyền này là truyền nữ nô 1 nè. Không tất cả 16 hở thổ. Một cái áo 25, 40, 40. Một cái nón khăn lôi 27. Nón khăn lôi 27, anh này nghe mi nha mọi người. Đang thi đi đường áo thổ và giá truyền thổ. Giá truyền nô 1 nè, truyền nữ nè. Bao tay, khăn lôi 30. Đai lưng, phòng thủ 19, làm chậm 20. Giày khăn lôi 23, tóc 40. Và được 4 bóng tím rồi nè. 4 bóng tím, bao tay, áo, đai lưng và giày. Nhẫn thì đang nhận khăn lôi 30, quá đẹp. Nhận khăn lôi làm chậm 40 và ngọc bội khăn lôi 25. Và hiện tại đang có mình một kỹ năng vốn có từ phi phong và kèm theo một phi kỹ năng vốn có từ nhất kỳ nữa. Thì anh này đang có hai kỹ năng vốn có nha mọi người, và sử dụng một con phi văn. Anh này đang có hai kỹ năng vốn có nha nè, hai kỹ năng vốn có. Trời ơi, nghe mình kiếm này chém khỏi hệ bàn rồi nè. Phi phong rồi nhất kỳ nữa, hai kỹ năng nha mọi người. Thì sơ qua cho anh em thấy thì con ngựa này thì ở server này khoảng tầm 3,5 triệu. Cho anh em xem thử sách đồ này bao nhiêu. Người này 3,5 triệu. Giá trị này đẹp nhất trong sách đồ, giá trị này khoảng 2 triệu. Đó, 3,5 triệu, 2 triệu, khoảng 5,5 triệu rồi. Bao tay, đai, đai này ép xịt này quá tiếc nữa mày. Đai này chắc cũng phải hơn 1 triệu ấy. Nè, 6,5 triệu. Áo này khoảng vài trăm. Áo này khoảng tầm 500k đi, 7 triệu. Giày này chắc cũng vài 2-3 kim. Dưới bao tay này cũng khá là rẻ thôi. Ép dòng này quá rẻ thôi. Nói chung này tổng hết sách đồ này, cái mặt nhẫn cũng khá đẹp nè. Nhẫn khoảng 30. Nhẫn này thì mua khoảng tầm 500 đến mua khoảng 700k, 10 kim. Khoảng 700k. Nhẫn 500 này vài kim thì khá là rẻ. Trong tổng sách đồ này thì trên dưới thì đẹp thì được gia truyền nè. Rồi nhẫn khăn lôi nè. Rồi áo tím nè. Giày tím nè. Đai. Trong là sách đồ này chi phí thì khả thái thì nó khoảng tầm khoảng 7,5 triệu quay đầu nè. Cả ngựa cả đồ hết luôn nha nè. Anh này nghe mới kiếm nha mọi người. Đó, nói chung là lượng khăn lôi này khá là đẹp. Thì đang có mình 60 làm chậm, đai lưng xịt nè. 60 làm chậm mà kèm nghe mơi thì có thể đạt mất 80 làm chậm là bình thường nha anh em. Rồi, anh em xem video này đừng quên cho Nomad một like chia sẻ ủng hộ, cũng như là video Khải một like chia sẻ ủng hộ cho nha anh em ơi. Anh em thích cao thủ nào cứ comment nha.